đây là đang làm một cái gì đấy à Hưng? Thắp hương cúng bố á. Ồ, nhưng mà sao lại không thắp ở trên bàn thờ, sao lại mình lại thắp ở ngoài? Bố em đi nhà bác ở trên kia, xong rồi bố em về, bố em bị ngã xuống vực gãy cổ. Gãy cổ à? Ừ. Có thế có kịp đi vào bệnh viện được không? Không ạ. Mẹ của em thì hiện tại thì còn hay là đã đi đâu rồi? Còn à? Nhưng mà đi đâu rồi? Đi Trung Quốc. Trung Quốc á? Vâng. Đi được tầm bao nhiêu năm rồi em có biết không? Từ lúc em được 2 tuổi. Được 2 tuổi? Ờ. Hôm nọ bố em mất, chị gọi bảo là nếu mà mẹ thương bọn con thì gửi cho bọn con ít tiền, nhưng mà mẹ bảo thì thôi. Một tấm nệm cũng không có đúng không? Vâng, đây mấy cái chăn này đi mượn 2 cái. Đi mượn về thôi á? Vâng. Thế thì à? Một cái là của nhà bác, còn em có 2 cái hôm nọ. Đốt cho bố 5, 6. Nhưng mà em, bố của em thì em sợ vì cái điều gì? Đấy là bố của em mà. Em sợ bố chết chưa nhắm mắt. Thế bố em là lúc chết là không nhắm mắt à? Có đã từng bao giờ mà cùng bố trốn đi sang nhà bác ở bây giờ chưa? Trốn xuống từng dưới. Trốn xuống từng dưới để ngủ à? Giống kiểu có một tí như này này. Ví dụ như bố em ngã từ chỗ này là cắm đầu xuống, xong rồi lấy cổ lại lưng một vòng vòng. Đấy, đầu đi đập vào đá. Cháu Lực xin được kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, anh chị, vừa rồi thì cháu Lực cũng có được là một số bác có nói với cháu Lực rằng là ở dưới thôn này có một cái hoàn cảnh mà phải nói là cực kỳ mà đáng thương các bác ạ. Mẹ hình như là bảo là mẹ của em ấy thì bỏ đi rồi, bố thì vừa ấy mất. Và hôm nay thì cháu Lực cũng muốn là xuống đây chia sẻ một cái thước phim lên cho tất cả các bác cùng biết. Thế giờ em bác tầm á? Chào lâu chín á? Làng con đâu? Sơn trên này mấy bác nọ? Lá bên nữa này yếu này bác. Đấy, có vẻ như là vừa mới bước vào thôi, các bác cũng đã nhìn thấy một cái ngôi nhà. Hiện tại là cháu Lực không biết là ở ngôi nhà này hay là ngôi nhà bên kia. Thì nhìn thấy một cái ngôi nhà phải nói là cực kỳ mà xuống cấp. Có thể là cái ngôi nhà như này, nếu mà vào cái mùa mưa, mùa gió thì không biết là liệu cái ngôi nhà này có trụ được sau những cơn bão nữa không ấy cô bác. Ôi, tắm má. Tắm má chứ tắm má, Hưng á? Tắm má ra khỏi chiếu bố. Bác là bác của em Hưng cô bác ạ. Đâu, cả ngày tắm má này ở đây à? Cả ngày đang mà lộ yến tế chung này đang mà thấy bác xin vào. Đấy, chung lộ yến này, lộ yến chứ mà. Đấy là bố của Hưng là vừa mới mất được 4-5 ngày thôi. Đây Hưng là đang ở nhà à? Hưng đang ở trên này đúng không? Vâng. Rồi. Thế đây là đang làm một cái gì đấy à Hưng? Vâng ạ. Có vẻ như là cháu được nhìn thấy, các bác có nhìn thấy là thắp hương cúng bố á? Nhưng mà sao lại không thắp ở trên bàn thờ, sao lại mình lại thắp ở ngoài? Chưa gọi lên bàn thờ, chưa gọi. Là chưa gọi lên bàn thờ đúng không? Vâng. Thế là bây giờ chưa gọi lên bàn thờ là mình phải là làm thắp hương ở ngoài à? Dạ vâng. Rồi thế hai anh em ăn cơm xong chưa? Em vừa ăn xong ạ. Vừa ăn cơm xong đúng không? Vâng. Thế ăn cơm nhà em là ăn cơm ở nhà bác? Bọn em ăn cơm ở nhà bác. Cơm nhà bác à? Vâng. Rồi thì anh chào Hưng nhá. Rồi. Anh có thể vào nhà được không? Có ạ. Đấy, cô bác có nhìn thấy đây những cái bước cầu thang mà phải nói là
theo như cháu được nhìn thấy là có vẻ như làm từ rất là lâu rồi. Có thể là những cái bậc thang nó cũng có thể là hầu như là bị hỏng hết rồi cô bác. Bây giờ thì cháu được sẽ đi. Đi giày lên nhà đi. Hả? Anh cứ đi giày lên. Đây nhà. Được mà anh bỏ không này. Sao đâu. Bỏ ra được mà. Bác cầm lắng hưng đi mấy bác. Ai mà bác, mà. Bác không ạ? Đây bác thì sợ rằng là trong lúc cháu được đăng ghi hình ấy, thì là không bảo là sợ không cho ghi đấy. Bác lên nhà đi bác. Ở bên ngoài thì vừa rồi cháu Lực có nghe được một chút là hai em có chia sẻ là bố thì chưa gọi lên trên bàn thờ, cho nên là vẫn phải thờ cúng là ở bên ngoài đấy cô bác. Đấy, một cái khung cảnh mà đi vào nhà thì phải nói là cực kỳ mà thương tâm luôn cô bác ạ. Năng năng đấy bác nào. Đấy, ba anh em ngồi đây một chút. À thế là ảnh ở trên thì không phải đâu chứ, là ông à? Bố à? À Hưng có thể ngồi ra bên này một chút được không? Bác ở bên này là bác ruột chứ? Vâng ạ, là bác gái ruột của em. À là bác ở nhà bên kia đúng không bác? Dạ vâng. Cho thấy là nhà bác đang làm gì đúng không? Không làm gì đâu. Không làm gì à? Thấy cũng đông khách. Mời kiểu chiến đi. Là hôm nọ coi như là mình nhờ các bác cựu chiến binh đúng không? Vâng. Xong là hôm nay là mình coi như là nấu cơm để mà cho các bác ăn một bữa đúng không? Vâng. Thế là em tên là Hưng đúng không? Vâng. Thế Hưng thì năm nay là được bao nhiêu tuổi? Em 16 tuổi ạ. Hôm nay được 16 tuổi à? Vâng. Đã từng đi đâu làm chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Thế là Hưng là chưa từng đi đâu làm gì đúng không? Vâng. À, thế như hôm nọ anh xem kênh của bạn anh thì em đã từng đi xuống Vĩnh Phúc làm à? Vâng. À, là đã từng đi xuống Vĩnh Phúc làm đúng không? Vâng. Đi làm Vĩnh Phúc thì làm được mấy ngày? Em làm mới xuống được 2 ngày. Mới xuống được 2 ngày à? Vâng. Em đi xuống bên kia thì em làm công việc gì? Em làm công ty. Làm công ty à? Vâng. Thế ở dưới đấy thì em làm về công ty cái gì? Công ty điện tử. Công ty điện tử à? À Hưng thì năm nay là được 16 tuổi đúng không? Vâng. Đấy, có thể cô bác có thể nhìn thấy là năm nay 16 tuổi nhưng mà nhìn cái dáng người của em thì có vẻ như là một cái cậu bé mà gia đình thì chắc là cũng rơi vào hoàn cảnh ở một cái ngôi nhà như vậy, thì phải nói là khi mà đến mùa đông vừa rồi thì cũng biết là gia đình của em Hưng thì sẽ như thế nào. Thế còn bên này là chị gái đúng không? Dạ vâng. Chị gái thì năm nay thì bao nhiêu tuổi? Em 21 tuổi ạ. 21 tuổi à? Dạ, 21 tuổi thì đã đi lấy chồng chưa? Em đi lấy chồng rồi ạ. Lấy chồng à? Thế là hôm nay là quay trở lại là thăm bố cũng như là thăm em đúng không? Dạ vâng ạ. Để làm bạn với em đúng không? Dạ vâng. Thế thì buổi tối thì Hưng là em ngủ ở đâu buổi tối ấy? Tối qua ngủ đây. Tối qua ngủ đây á? Thế là một mình khác ngủ hay là có bác vào ngủ cùng nữa? Có anh ạ. Có anh à? Vâng. Là anh nhà bác đúng không? Vâng ạ. Anh nhà bác thì năm nay được bao nhiêu tuổi? Anh nhà bác tầm 31, 32. À. Thế là cũng lớn và lập gia đình rồi đúng không? Vâng. Thế là nhà bác là... Bác là... 36. Bác là bông lô pì dân lê ca ấu của nhìn nào mê? Lô pì chì pì à? Ấu... Vì ca lô pì chì pì ca ấu lao ở giác nào. Ờ... Cái lán... Vì lục ý nào. Ờ... Lá lên lán dũng, ý lực lán dù có mùi nữa. Lán khân phải quay video để quay lấy cơ... Pì nô nơi khẩm khẩm mà lên lán quay khân lê... Dạ. Khân lê sang bông... Các bác răng này lên, các bác sẽ giúp dình này dình phải giúp. Ừ, là bảo từ đề bài. Vừa rồi thì cháu Lực có giới thiệu với lại cháu Lực cho bác của em Hưng một chút. Thế còn là bây giờ thì anh cũng sẽ giới thiệu cái bản thân của anh cho hai anh em một chút. Ừ. Anh là tên là Lực. Thế anh thì cũng là người ở trong địa phương này thôi. Ừ. Thế ông thì anh thì ở trên Cốc Mui. Và hiện tại thì anh cũng có làm một kênh YouTube đấy. Anh thấy là được các bác nói là em có một cái hoàn cảnh mà thật là đáng thương và thương tâm ấy, là anh xuống và anh chia sẻ để mà anh đăng tải lên. Hay nếu mà đúng với cái sự việc mà em đang gặp khó khăn thì các bác ở trên kênh sẽ mỗi người chung tay là giúp em một chút. Đấy, anh nhìn thấy là ở trong nhà thì cũng không có đồ đạc gì, thì không biết là những cái lúc mà nấu cơm thì em nấu cơm ở đâu Hưng? Dạ, nấu cơm ở đây ạ. Nấu cơm ở đây đúng không? Vâng ạ. Cháu Lực nhìn thấy là từ bên ngoài thì cũng chỉ có thấy là một hai cái nồi thôi. Thế còn bạn gái này thì em lấy chồng ở tận đâu?
Em đang ở bên Nấm Dần ạ. Bên Nấm Dần à? Thế là hôm nay là cùng chồng về hay là một mình khác về? Cùng chồng ạ. À, thế là quay lại về thăm em một chút đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thì Hưng thì cho anh hỏi ấy, thì bố của mình thì là lý do tại sao mà ra đi ấy? Bố em đi nhà bác ở trên kia. Xong rồi bố em về, bố em bị ngã xuống vực, gãy cổ. Gãy cổ à? Vâng, chấn thương nặng. Có kịp đi vào bệnh viện được không? Không ạ. Không kịp đi vào bệnh viện nữa à? Vâng, có người đi gặp thì không dám đi xem, xong rồi lại chạy lên bảo bác xuống xem, xong rồi đã chết được 2 tiếng rồi. Chết được 2 tiếng là tầm khoảng thời gian đấy đúng không? Chứ không biết là thế bên bệnh viện thì có ra khám nghiệm gì không? Có, bệnh viện với cả công an xã ra đến 5 giờ mới cho bác bố em về. À, là mới cho đưa bố em về đúng không? Bác khám đi khám lại. Y tá chứ không ạ? Bác sĩ chứ. Chắc là chắc là đủ cả bên gọi là bên bác sĩ này, y tá xã. Cả xã kia cũng ra đúng không? Thế chắc là người ta cũng lo sợ rằng là bố em người ta hại hay là như nào đấy. Thì người ta mới khám lên khám xuống như vậy. Thế thì bố của em thì đã ra đi được đến hôm nay là được mấy hôm rồi? 5 ngày, hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Từ hôm 15 âm. Từ hôm 15 âm là hôm nay là ngày 21 rồi. Là được 6 ngày hôm nay đúng không? Thế còn như Hưng cho anh hỏi thêm một chút. Đấy là mẹ của em thì hiện tại thì còn hay là đã đi đâu rồi? Còn à? Nhưng mà đi đâu rồi? Đi Trung Quốc. Đi Trung Quốc á? Vâng. Đi được tầm bao nhiêu năm rồi em có biết không? Từ lúc em được 2 tuổi. Được 2 tuổi? Vâng. Đến được 2 tuổi thì chắc là 14 năm. Em Hưng thì còn nhỏ quá cho nên là vẫn chưa có biết là đi vì lý do gì. Nhưng mà ở đây thì em gái thì có biết là mẹ mình đi sang Trung Quốc là vì cái lý do gì không? Thì lúc trước thì tại nhà nghèo với lại bố em, kiểu là bố em không biết làm ăn thì mẹ em bỏ đi. Thế là ở đây thì do cũng chỉ là vì có hoàn cảnh nghèo thôi. Hoàn cảnh nghèo mà hai vợ chồng không cùng nhau cố gắng mà bảo ban để cố gắng. Đấy, mẹ của các em thì cũng có muốn là đi ra ngoài để mà tìm một cuộc sống mà nó đối với bản thân của mình nó tốt hơn hay là màu hồng hơn. Đấy, nhưng mà rất là phải nói là cháu Đức không biết là câu hay nhắn tâm thì chưa dám nói, nhưng mà để mà bỏ lại các em như vậy đi thì cũng không có tốt. Tại vì nếu mà đi thì có thể là liên lạc lại thì đấy là một cái điều mà mẹ thì còn là nhớ đến con. Nhưng mà ở đây thì hiện tại mẹ đi thì có liên lạc được gì với mình được không? Có ạ. Có à? Mẹ em vẫn thường xuyên hay gọi. Vẫn thường xuyên gọi cho em đúng không? Vâng. Thế còn Hưng thì có bao giờ được nói chuyện với mẹ không? Em có ạ. Em có à? Vâng, em nói chuyện một lần. Thế là đi được 14 năm thì nói chuyện một lần đúng không? Vâng. Không nọ bố em mất là chị gọi bảo là nếu mà mẹ thương bọn con thì để cho bọn con ít tiền, nhưng mà mẹ bảo chết thì thôi, mẹ bảo không có tiền. Mẹ không có tiền à? Thế thì mẹ cắt tiếng của mi luôn đi thôi là năm con. Thế thì mẹ thì bây giờ biết tin như vậy thì còn mẹ có muốn là đưa các em đi ở với mẹ không hay là như thế nào không? Không ạ. Không à? Là chỉ có gọi điện được nói chuyện với mẹ thôi. Vâng. Chứ không mẹ cũng không về cũng không nói gì với bọn em. Thế là mẹ ở trên đấy thì mẹ đã mẹ có gia đình mới rồi, có con mới rồi. Thế gọi điện như này thì có gọi được nhìn thấy nhau không hay là chỉ gọi được không nhìn thấy nhau à? Vâng. Thế là mỗi lần gọi về thì mẹ gọi cho mình độ tầm bao nhiêu phút, nói chuyện với em tầm bao nhiêu phút thì em có biết không? Nó 4 phút. 4 phút à? 3 phút thôi, không gọi quá lâu. Thế là nó mất có nhiều tiền. Mất nhiều tiền. 1 phút 5.000. Thế như vậy là em gọi cho mẹ hay là mẹ gọi cho em? Mẹ gọi à? Em bảo với mẹ là bố không còn nữa thì em là em gọi về chứ thôi chứ dặn của nó mà dặn nó mới sẽ nhưng mà con xin lỗi gọi đi xong rồi bảo quay lại máy không có tiền đi chứ dặn như vậy nạp vào mình cũng nên, nhưng mà đăng ký là không gọi được. Đấy, như vậy thì nó có hình như là số điện có 16 số hay bao nhiêu. Thế như vậy là chỉ có gọi là liên lạc được với mẹ thôi. Thì mẹ cũng không có muốn là quay trở lại mà dìu dắt các em nữa. Thế còn là bây giờ thì có mấy
Hưng ở lại thôi à, có mỗi Hưng ở thôi à? Ừ. Thế sau này những cái ngày tháng thì em có đi theo chị không hay 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 là một mình em khác ở ở nhà? Em khác ở đây. Một mình em khác ở đây à? Ừ. Chị thì cũng có gia đình riêng và thực sự ra cô bác ạ, ở trên vùng cao thì chị còn một người chị nữa đi lấy chồng tiếp sắp phì. Còn một người chị nữa à? Vâng. À, thế là có hai người chị đúng không? Vâng. Em là cả có chị hai. Thực sự ra cô bác ạ, ở đây thì khi mà đi lấy chồng ấy thì cũng ra các bạn hầu như là các bạn ở trên vùng cao này, nếu mà còn thương thì có lâu lâu chỉ có gọi là quay lại thăm em một lần thôi chứ không có thể là cứu man em từ A đến Z được. Có gì mà khó khăn thì cũng chỉ giúp được em. Nhưng mà ở đây thì gia đình em ở bên kia thì có khá giả không? Không sống. Gia đình của em cũng bình thường như này thôi anh ạ. Cũng bình thường như này thôi à? Dạ vâng. Ồ, thế thì như chị vừa chia sẻ thì không có để mà lo lắng được cho em Hưng là nhiều. Thế là buổi tối là hai anh em là thế bây giờ là em về thì tối nay em đi về nhà em luôn chưa? Tối nay em phải về, em còn có con nhỏ nữa anh. Còn có con nhỏ nữa à? Dạ vâng. Hôm nay thì anh xuống thì cũng có là gửi cho các em là một chút để mà làm sao mà đây, ở đây thì anh sẽ gửi cho em Hưng nhá. Đấy, tiền này thì em sẽ ví dụ như là lúc nào mà hết gạo hay là cần cái gì thì em đi mua nhá. Đấy, anh sẽ gửi cho em là 300.000 đây. Rồi. Rồi. Đấy, và ở đây thì mỗi lần mà cháu Lực đi ấy, thì đều có chị Trần Tố Giáng My là đồng hành cùng cháu Lực để mà đi thăm những cái hoàn cảnh mới của bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ trích cái tiền của chị Giáng My ra là đưa cho em thêm là 200.000 nữa. Đấy, còn cái phần khoản này là của chị Trần Tố Giáng My ra cô bác nhá. Đấy, ở đây là 200.000 này là của chị Trần Tố Giáng My nhá. Chị ở bên Hồng Kông. Đấy, anh gửi em thì em gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Tố Giáng My nhá. Rồi. Đấy, em gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Tố Giáng My nhá. Em cảm ơn chị Đấy. Em Giáng My ạ. Em cảm ơn em chắc gọi bằng bác. Em cảm ơn bác Trần Tố Giáng My. Đấy. Em cảm ơn bác Trần Tố Giáng My ạ. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Đấy. Như em Hưng thì em đi học đến lớp mấy? Em học hết lớp 6. Đến lớp 6 à? Ừ. Đến lớp 6 là em đã phải dừng việc học của mình đi à? Ừ. Đến lúc mà em nghỉ học thì em làm cái gì? Còn về vấn đề mà khi mà tiền nong này, nếu mà có anh xuống anh chia sẻ thì anh đưa cho, hay là kênh của bạn anh xuống chia sẻ thì bây giờ hiện tại thì nếu mà em cảm thấy là em không cầm được thì em có thể đưa cho bác em cầm nhá. Ừ. Chị gái thì cũng đi lấy chồng xa rồi cho nên là lúc nào mà cần đến tiền ấy thì lại chị lại từ bên kia sang để mà đưa cho em thì nó cũng đi một quãng đường mà rất là xa. Ừ. Thế em thì hiện tại là có điện thoại gì không? Không ạ. Không có điện thoại gì để gọi à? Ừ. Thế mỗi lần mà gọi cho mẹ thì lấy điện thoại nào mà gọi? Điện thoại của chú ạ. Điện thoại của chú gọi à? Chú ở dưới đường này. À. Cái chỗ mà có cái giả hôm qua đám cưới. À. Thế ở trên kia là hình ảnh của em đúng không? Vâng. Thế em có thể là đưa anh đi vào một chút được không? Thế là vừa rồi là anh thấy ở bên ngoài là vẫn còn đang là thắp hương ở bên ngoài thì chưa làm lễ để mà mình đón bố lên trên bàn thờ à? Vâng. Thế là cầu thang. Thế là mới gọi hồn lên đúng không? Vâng. Thế bố của em thì năm nay được bao nhiêu tuổi? Bố em năm nay được 57. Được 57 tuổi à? Ờ, thì không còn già đi vào cái tuổi mà còn cũng khá là trẻ thôi các bác, để mà già quá thì cũng chưa đến già quá. Bố em thì không có phải là bị bệnh gì đâu chứ? Không bệnh gì. Là bị tai nạn đúng không? Vâng. Không may bị ngã. Thế là không phải không may đấy là Bố em có đi lấy củi hay như nào không? Đi lấy củi không. Đi có nghĩa đi nhà bác về thôi đúng không? Vâng. Thế là bây giờ là còn một tấm ảnh duy nhất của bố em ở trên này thôi à? Hôm mất là hôm sau chị em mới làm. Là mới đi làm à? Là mới đi in lại thôi như anh, đúng không? Tại vì là anh nhìn thấy là cũng không có được
Gió rất lắm. Đây là chụp điện thoại là nó mờ quá. À, chụp điện thoại là mờ đúng không? 9567. À, cái này thì anh không có quay vào đấy, tại vì là nó có nhiều cái dấu quá. Đấy. Thưa cô bác có thể nhìn thấy là hiện tại em Hưng đang một mình ở một trong căn nhà mà phải nói là cực kỳ mà xuống cấp luôn cô bác. Cô bác có thể nhìn thấy đây, ở trên này thì có những cái chỗ pro thì hầu như là nó đã bị thủng khá là lớn. Và còn cái phần chỗ này thì như nào Hưng, nó bị hỏng hay là chưa làm được? Nó hôm qua nó bị hỏng, nó gần rơi xuống thì em lấy ra luôn. À, đấy là chỗ ngủ, đây là chỗ ngủ của bố trước kia là hiện tại ngủ đúng không? Thế là em là bây giờ là ngủ đây à? Ôi rồi, một tấm nệm cũng không có đúng không? Vâng, đây mấy cái chăn này đi mượn hai cái. Đi mượn về thôi á? Thế thì một cái là của nhà bác, còn em có hai cái không ạ? Đốt cho bố 5-6 cái. Cho bố 5-6 cái à? Vâng. À, cho vì lúc bố còn sống là bố lấy. Là bố điện. Dùng đúng không? Vâng, bố dùng một cái. Cô bác có nhìn thấy được ở bên này cô bác này, ở chỗ này thì hầu như là chắc là bị hỏng từ rất là lâu rồi. Cháu được nhìn thấy là trên này phủ một cái tấm chăn xuống, chắc là để mà che dự, vâng, che gió một chút, che mưa một chút thôi. Vâng. Ôi, dây điện làm như này thì không sợ à? Không, hôm qua anh làm nên tại là dây điện làm cũng rất là sơ sài này. Ở đây thì chắc là hôm nọ là gia đình có việc là các bác, các chú là gia hộ, thành ra là mới như làm như thế đúng không? Vâng, hôm nọ có điện ở ngoài này. Ở trong nhà thì anh thấy là cũng không có một cái bao gạo bao thóc nhào, thì hiện tại là còn chưa? Bảo là anh hiện tại thì ở trong nhà thì anh nhìn thấy là không có bao thóc bao gạo nào ấy. Hiện tại thì còn để nhà bác một chút nào không, hay là chỉ ở nguyên là hai cái bao tải nhỏ kia thôi? Không ạ, không có. Không có à? Năm nay mà mới có 16 tuổi thôi, mẹ thì đã bỏ đi từ năm mà em 12 tuổi. Đến năm 16 tuổi thì người bố của mình đã ra đi mãi mãi. Thế bố của mình ra đi thì có còn để cho mình thêm một cái khoản nợ nào không không không? Có. Đấy là nợ về cái gì? Nợ ngân hàng là 22 triệu. Hôm qua bảo là 22 triệu. Nếu mà 21 triệu là tiền lãi là 22 triệu đúng không? Ừ. Nợ là hai nợ ngân hàng. Thế ở đây thì em có biết là trước bố em vay về để làm gì không? Vay để làm cái nhà này ạ. Vay để làm cái nhà này á? Vâng. Từ lúc em từ lúc mẹ em vẫn còn ở. Thế là bố của em thì cũng không có. Thế là bố của em thì cũng không phải là vay tiền về để mà đi đi chơi hay là đi làm cái gì cả bố bác ạ. Đi vay về để mà làm cho gia đình mình một cái ngôi nhà. Đấy, một cái ngôi nhà nhà mà nhưng mà cháu Lực cũng nhìn thấy là ngôi nhà này chắc là làm từ cũng rất là lâu rồi đúng không? Mười mấy năm rồi anh. Làm được mười mấy năm rồi à? Từ lúc em học lớp 3 đến giờ. Từ lúc 3 đến giờ đúng không? Thì... lúc đấy là em cũng được 2 tuổi. 2 tuổi đấy thì bây giờ em đưa anh đi một vòng ở trong nhà nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì cô bác có nhìn thấy là những cái tấm tre này để mà làm với nhau. Cháu Lực nhìn thấy là còn hở rất là nhiều. Ở đây nếu mà ban đêm mà không có dùng bóng đèn đi hay là cái bóng đèn mà nó không có rực sáng thì có thể là nó sẽ bị, mình sẽ bị gọi là bị chật mà đi xảy xuống dưới luôn cô bác ạ. Thế như gạo này thì là hôm nọ là ai mua cho? Cái gạo này là hôm nọ ở trên mấy anh bên kia quay là cho một thùng mì với lại cái này. Thùng mì thì cho các ông cúng ăn sáng. À là cho các ông cúng ăn sáng đúng không? Thế là bây giờ là còn gạo này đúng không? Vâng. Ở đây thì cô bác có thể nhìn thấy là ở phần phía bên ngoài thì tất cả là ngôi nhà thì đều được hoàn toàn là đan tre. Cái đan tre để mà đắp lên để cho nó không có bị hở nhiều thôi. Nhưng mà cô bác có thể nhìn thấy là phải nói là hở rất là nhiều này cô bác này. Thế buổi tối thì em đi ngủ thì có sợ không? Dạ em cũng hơi sợ tí ạ. Cũng hơi sợ à? Ừ. Nhưng mà em bố của em thì em sợ vì cái điều gì? Đấy là bố của em mà. Em sợ bố em lúc chết chưa nhắm mắt. Thế bố em là lúc chết là không nhắm mắt à? Ừ. Ồ, thế là chắc là còn rất là nhiều điều mà bố em chưa thực hiện được. Đấy, sợ rằng là có thể là
nghĩ rằng là em còn quá là nhỏ, sợ rằng bố em đi thì không có ai chăm sóc, thế thì không có không nhắm mắt được. Thế bố em thì hiện tại là có chôn ở xa không? Chôn ở xa. Thế thì em có sợ không nếu mà ra đấy? Em có. Có sợ à? Thế thì có anh đi cùng thì em có dám ra đấy không? Không. Không dám á? Có để ở xa không? Có chôn cất ở xa không? Có. Xa lắm à? Ừ. Thế thì xa thì thôi, thì em cũng sợ thì anh em mình không đi nữa. Ở đây thì như Hưng vừa mới kể cô bác là bố chết không nhắm mắt là mới sợ đúng không? Đấy, ở trên này cô bác này, mặc dù là ngôi nhà làm được bố làm vay ngân hàng để làm ấy, nhưng mà cháu được nhìn thấy là cây kia với cây này gần gãy hết à? Ôi rồi, thế là hai cây kia là sắp gãy hết rồi. Đấy, cô bác có nhìn thấy là những cái tấm trên này thì hầu như là anh nhìn thấy là nó đã bị mục hết rồi. Ui ôi, trên kia nó hỏng gãy rồi kìa. Vâng, trên này nữa anh ạ. Ôi ôi, chỗ này thì hầu như là bị hỏng hết rồi cô bác. Có còn vâng. Này thì nếu mà mưa gió mà to ấy, thì làm sao mà dám ở đây? Vâng. Thế mùa đông năm nay thì em về bố thì ở ở như thế nào? Nó là hai bố con ngủ chung. Hai bố con là ngủ chung với nhau à? Vâng. Thế đêm ngủ thì có lạnh không? Có. Lạnh à? Ừ. Chắc chắn là rất là lạnh rồi cô bác ạ. Mùa đông ở trên vùng cao thì thời tiết phải nói là lạnh, cực kỳ lạnh thì không cực kỳ lạnh đấy, nhưng mà khi mà gió lùa vào đấy thì ngôi nhà nó sẽ cảm thấy như là rất là nó sẽ rất là lạnh lẽo cô bác. Cô bác có thể nhìn thấy là hầu như là ở phần phía bên ngoài, phía bên trong nhà thì hầu như là không có dùng không có những cái tấm ván nào mà gọi là quá là đan nào với nhau cả. Thế đây là những cái bộ quần áo của ai? Đây là những cái bộ quần áo của ai? Trước là quần áo hồi đấy của em. Em à? Ồ, thế là đây là hiện tại là bây giờ là còn một bao dưới này thôi à? Một bao gạo ạ. À đây là gạo đúng không? Vâng, gạo hôm nọ người đám làm đám ma thì người ta muốn nhà lấy ra một 2 cân 4 à? Thế là bây giờ là còn nửa bao này đúng không? Ừ, nhưng mà ăn hết rồi. Thế nhà em thì có ruộng nhiều không? Nhà em không ạ. Không có ruộng nhiều à? Ừ. Thế mỗi năm thì làm được tầm tùm bao nhiêu bao? Nhà em không làm ruộng ạ. Không làm ruộng à? Ừ. Thế nhưng mà tại sao lại không làm ruộng? Ruộng nó bé quá, không được gạo nhiều. Không được gạo nhiều à? Ừ. Thế là ruộng đấy thì bây giờ mình để làm gì? Bây giờ để cho bác trồng ngô, bác ở bên dưới trồng ngô. Thế thì mỗi năm mình lấy gạo ở đâu ra để ăn? Mua ạ. Làm mua à? Ừ. Thế là bố em đi làm để mua à? Bố em đi làm tích Tuyên Quang là... À. Ừ. À, cái này thì... cũng là tiền của bố em mua. Tiền là bố em mua. Ừ. Thế nhà em thì có con vật gì không? Em không ạ. À. Không có con vật gì à? Vâng. Con bò thì lúc em học lớp 5 có một con bò gì? Ngân hàng nó đã lấy đi. À, ngân hàng lấy đi? Ừ. Ồ. Thế là con to to nó mới tính cho 5 triệu. À, đấy, thế là cô bác ạ, à, như bây giờ thì bây bắt gặp là một cái trường hợp mà như cháu Lực chia sẻ lên khá là nhiều rồi. Nếu mà gia đình nào mà không có tiền để mà đóng ngân hàng đấy, thì bên ngân hàng sẽ về tịch thu là thứ nhất là về cái phần tài sản là người ta sẽ quy ra là bò này, dê này, lợn này, gà này. Đấy, thế thì bây giờ là không có một con gì để mà nuôi nữa. Vâng. Thế là hai bố con là trước là ăn cơm là ăn ở đây à? Vâng. Ở đây thì cô bác có thể nhìn thấy là những cái món vật dụng ở trong nhà thì có thể là mua từ rất là lâu rồi. Cháu được nhìn thấy là những cái coi, những cái quai ấm ấy, nó cũng đã. Cái này là mua từ mẹ em vẫn còn. Ồ. Những cái coi thì đã gọi là hầu như là hỏng hết rồi và làm sơ sài lại. Và ở đây thì cũng chỉ có thêm là... Cái này là chảo điện. Chảo điện. Trước nó hỏng thì em tháo ra. Thế là chỉ có là hai cái nồi. À, thế là chỗ này là chỗ nấu cơm à? Không ạ, chỗ nấu cơm là chỗ này. À, chỗ nấu cơm là chỗ này. Thế còn là chỗ này thì mình sẽ để được cái gì? Trước là để bằng bát với lại đũa với lại chảo các kiểu. Để bằng... À. Bây giờ thì bát là hôm nọ đám ma thì... Sáng đi rửa hết thì đang để nhà bác. Đang để nhà bác đúng không? Đang để dưới sàn nhà bác.
À, nhà bác bên kia là nhà bác ruột nhà mình đúng không? Bác ruột, anh trai của bố em. À. Đúng rồi. Rồi. Ở đây thì nếu mà mấy nứa vào mùa gió thì làm sao mà dám ở? Con đã từng bao giờ mà cùng bố trốn đi sang nhà bác ở bây giờ chưa? Trốn xuống tầng dưới. Trốn xuống tầng dưới để ngủ à? Tầng dưới thì nó chắc chắn hơn à? Vâng, nó à. Bởi vì nếu mà cô rô này nó rơi xuống là nó có... À, nó có cái sàn này để mà vâng. Che đúng không? Vâng. À, đi ngủ thì nếu mà vào mùa mưa bão ấy, còn là lo sợ là một cái nối mà tấm pro này nó sẽ sạt xuống lúc nào không biết. Thì bây giờ anh em mình đi xuống dưới nhà một chút nhỉ? Vâng. Đây. Đây. Cái này là chỗ để mà phơi cái gì chỗ này ấy? Hôm nọ là nó vẫn có cái tre nhưng mà bố em mất rồi, xong rồi lấy để dưới này, đệm dưới này cho bố em nằm. À, là hôm nọ là bố là không được đem lên nhà. Vâng, bởi vì tại vì chết ở ngoài. Thế bố em là chết ở tận đâu có biết không? Ngã ở tận đâu? Trên cái chỗ mà cái có cái xinh xanh bụi to đấy. À. Sang bên này một tí. Sang bên này à? Ồ, tí bên trên đấy à? Vâng. Bên trên là thuộc, bên kia là thuộc một xã khác rồi. Xã Cốc Dế, nhưng mà bên đấy là nó có vực nó. Từ đây ra đến đường nhưng mà nó không như này, là nó thẳng xuống luôn. Là giống như kiểu có một tí như này này. Ví dụ như bố em ngã từ chỗ này là cắm đầu xuống, xong rồi lấy cổ lại lượn một vòng là lấy đầu đi đập vào đá. À, thế là chết luôn tại chỗ đúng không? Vâng. Thế thì trong cái khoảng thời gian mà bố em chết vừa rồi đấy thì buổi tối đi ngủ thì em có nằm mơ gặp bố em không hay là như... bố em báo mộng được 3 ngày. Báo mộng á? 3 ngày hôm trước. Là báo mộng vì cái điều gì? Báo mộng vì cái điều mà bảo là cho bố xin ít tiền. Bố bảo là sau này con không được gặp bố nữa, bố đi mua ít rượu và thế. Ồ, thế là xin tiền à? Thế thì em đã đi mua cái vàng má để đốt cho bố chưa? Em có ạ. Có mua rồi đúng không? Hôm em về là em mới đi làm được 2 hôm là công ty không cho tiền. Rồi anh của con của anh của trưởng bản ở trên này là cho 400.000. Rồi lại có một chú là chú thấy thương không chú lại cho 100.000 thôi. Về là em về là em đến nhà chú trên này là đi giấu vía. Giấu vía xong rồi mới về, xong rồi là tắt cho bố nhắn. Thế là về về đến nhà thì có gặp bố ở ngoài đường không hay là đến nhà bố đã về đến nhà rồi? Chết hôm trước xong rồi sáng hôm sau mới về đến nhà. Sáng hôm sau mới về đến nhà. Vâng. Là về thì có còn được gặp bố không? Đã chôn chưa? Có, gặp được. Vẫn được gặp bố đúng không? Tối mới đi chôn. Tối mới đi chôn. Cái hôm đến hôm đấy thì chắc là có lẽ là em trong khoảng thời gian vừa rồi thì em khóc rất là nhiều đúng không? Anh nhìn thấy là đôi mắt của em thì đã sưng và đã đỏ lên lên rất là nhiều rồi. Đấy. Cô ba con nhìn thấy là những cánh cửa này làm trong cũng gọi là làm rất là đơn sơ thôi. Ở cái ngôi nhà này là vay cái ngân hàng. Vay ngân hàng là 20 triệu à? 25 triệu. Vậy. Nhưng mà giả được 5 triệu. Giả được 5 triệu là còn 20 triệu đúng không? Đấy là vay ngân hàng là 25 triệu để làm một cái ngôi nhà. Vay làm cái ngôi nhà để mà gọi là hai bố con cùng ở với nhau. Thế là đến lúc mà trời mưa thì là đi ngủ xuống dưới à? Thế đi ngủ chỗ nào thì có thể bảo chỉ anh được không? Trước thì làm cái giường nhưng mà bây giờ là hỏng hết. Đi hết rồi. Trước là làm cái giường đúng không? Vậy ở phần dưới sàn nhà của bác có thể nhìn thấy là để mà cao thì nó không quá là cao cả. Thế là trước là hai bố con là ngủ ở đâu? Ngủ đây á? Trước là làm cái giường ở đây à? Ôi ôi. Ủa bác, thưa cô bác ạ, đứng ở đây thì hiện tại là cháu Lực còn phải lấy quý đầu thì mới đi được. Thế nhưng cái cây trống này thì là hôm nọ là vừa mới làm lại à? Cây trống này là hôm nọ làm đám ma thì sợ nhiều người nó sập đúng không? Là trống á. Cột thì cũng rất là thấp. Cháu Lực nhìn thấy là gần dưới sàn nhà nên có rất là nhiều cái cột mà nó bị mọc rồi, nó mọc rồi. Nhưng mà cái phần này thì nó bị mọt thì không có sao, nhưng mà chỉ sợ là mọt là những cái chỗ này là có bác này, đấy những cái cột đấy. Hầu như cột to nhất cũng đã bị mọt rồi đúng không? Cột to nhất ạ. Hầu như là phần phía bên ngoài thì đã bị mọt rồi, còn ở phần mũi bên trong thì chắc là còn
đổ cứng cáp một chút đấy, nhưng mà để mà ngôi nhà của Hưng ấy nếu mà ở đấy chắc 2-3 năm thì nó cũng sẽ gọi là không có dám ngủ rồi, ở cái góc bên chỗ anh em mình đang đứng đấy. Thế Hưng thì bây giờ thì có còn đi đâu làm gì nữa không? Dạ em tính là hôm qua đi làm nhưng mà bác cứ bảo là không cho đi. Không cho đi à? Ừ. Đi làm nhưng mà đi xuống ấy thì em làm công ty à? Vâng. Đi làm thời vụ. Làm thời vụ á? Ừ. Đi làm thời vụ như thế thì đã từng bị ai lừa bây giờ chưa? Em chưa. Chưa à? Thế hôm nọ là về đi làm được mấy ngày thì biết là bố bị mất? 2 ngày. Hôm 12 em xuống làm 15 bố mới mất. Ồ. Hôm em xuống bố bảo là em bảo là bố ở nhà nếu sửa cái đường thì con sẽ về, nhưng bố bảo là nếu mà con về chắc là không gặp bố nữa đâu. Là bố cũng nói thế trước rồi á? Vâng. Xong rồi em bảo là bố đi đâu mà bảo không gặp, thì bố bảo là bố khác có chỗ đi, bố bảo thế. Xong rồi hôm 13 chị của em ở trên dưới Sophie bảo là nhà người kia ra nổi. Xong rồi bố em lại gọi chị bảo là cho anh rể sang nhà em hộ bổ quỷ. 11 giờ là ngày 15, hôm 15 bảo là nếu mà mai không 11 giờ không sang đến đây là không gặp bố nữa đâu. Rồi là chị bảo là thế bố đi đâu, xong rồi bố bảo là bố cũng bảo là bố tự khắc vào chỗ đi. Thế là trong cái khoảng thời gian mà khi mà bố của em còn đấy thì còn đã gọi là như kiểu là biết trước được những cái điều gì rồi. Vâng. Biết trước được điều gì đó rồi cho nên là mới dặn dò các em như thế. Thế thì ở phần phía bên ngoài cái hiện vừa rồi thì ai bị làm sao mà làm như vậy? Đâu ạ? Đây, đang gọi là cúng bên ngoài kia. Là bố em. Là bố em à? Em có thể đi ra ngoài được không? Anh đang có thể các bác sẽ hơi tò mò ấy cô bác ạ. Hay tại vì là ở đây thì vừa rồi chỗ Lực cũng có chia sẻ lên một chút rồi là chưa gọi hồn lên trên bàn thờ đúng không? Thành ra là bây giờ như thế nào thì mình phải cúng ở đây. Cứ đi lên quanh ở dưới sàn này thôi, không được lên nhà. Đúng rồi. Thế hôm nọ là chỗ mà bố em mà yên nghỉ cuối cùng nhất thì là nằm ở đâu? Đầu ở chỗ cái tủ. Cái bóng đỏ với lại chân thì ở bên này. Đây á? Vâng. Hôm nọ thì bố của hôm nọ thì bố của Hưng cô bác ạ không có. Có nghĩa là như theo phong tục ở trên vùng cao người Nùng ấy thì chết là chết ở ngoài là không có được đem lên cho nhà cả, là chỉ được để ở ngoài thôi. Nếu mà chết trong nhà thì vẫn được ở trong nhà. Rồi. Đấy, ra phần ở bên ngoài này. Nếu mà từ xa thì các bác có thể nhìn thấy được rằng là một cái ngôi nhà Trấn Lực cũng đã nói lên khá là nhiều lần rồi. Nếu mà có một cái cơn mưa hay là cơn báo gì đấy, có thể là nó sẽ thổi tung cả cái ngôi nhà, có thể là nó sẽ lật đi. Và nếu mà nó không lật thì những tấm pro trên thì nó cũng bay, nó sẽ khiến mình đổ nhà luôn. Nếu mà trong thời gian em ở nhà thì mưa báo nhiều quá thì có thể là sang nhà bác bên kia, nhà bác để ở. Nhà bác thì vừa rồi cháu Lực cũng bước vào cô bác một cái ngôi nhà mà nó không phải nói là khang trang lên bao nhiêu cả. Anh em mình có thể ra bên kia xem nhà bác một chút được không? Đi. Nhà bác em là được ở phía bên kia đúng không? Nhà bác của Hưng thì cũng một cái ngôi nhà mà cũng không có gọi là khác xa cái ngôi nhà của Hưng bao nhiêu cả. Cho nên là nếu mà để mà lo được cho Hưng thì cũng không có lo được nhiều. Chỉ lo được cho Hưng là nhắc nhở em Hưng và bảo ban. Thế là buổi tối là lên đường này luôn à? Thế là buổi tối là Hưng có dám ngủ ở nhà một mình không? Tối là không dám ngủ nhà mình à? Đấy, hôm nay thì anh xuống anh chia sẻ cái hoàn cảnh của em lên, trong khi mà anh đăng tải lên. Nếu mà được các bác giúp đỡ em thì anh sẽ tiếp tục xuống và gửi quà cho em. Vâng. Đấy. Còn bây giờ thì em không có điện thoại gì à? Vâng. Đấy, nhưng mà
không điện thoại gì. Thế thì một tí nữa anh lấy số điện thoại của bác, để lúc nào mà anh xuống thì anh sẽ điện cho bác em, anh hỏi là xem là em có ở nhà không. Hôm nay thì cháu được xuống chia sẻ thăm hoàn cảnh mới, thì phải nói là khi mà nghe những cái lời em Hưng kể lên thì phải nói là rất là thương em Hưng vào cái cuộc sống hiện tại của em Hưng. Đấy, nhưng mà rất là may là em còn hai người chị nữa. Còn hai người chị nữa, hai người chị thì cũng đi lấy chồng xa đúng không? Cách khá là xa. Đấy. Chị cả lấy hơn 40 cây. Chị thứ hai lấy là tầm 30 mấy cây. Ba với lại 40 mấy cây thì cái quãng đường ở trên vùng cao thì nó không phải là đi trong một lát là tới đâu cô bác, mà đi trong độ tầm vài tiếng đồng hồ thì mới 3 tiếng. Coi như là vài tiếng đồng hồ đi thì nó mới ra được đến đây. Và cháu Lực cũng xin được cảm ơn chị Trần Thủ Giang My đã đồng hành cùng cháu Lực để đi thăm những cái hoàn cảnh mới. Đấy, còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, các bác có theo dõi được thước phim mà cháu chia sẻ có hoàn cảnh của em Hưng lên, thì các bác nếu mà các bác có những bộ quần áo cũ thì có thể cho cháu Lực xin để cho gửi tặng cho em Hưng. Đấy, cô bác có nhìn thấy là mặc cái bộ quần áo mà cháu Lực nhìn thấy là hở vai, rộng vai rất là lâu rồi. Áo này thì em đã mua được bao nhiêu năm rồi? Áo này là gần 2 năm rồi. Thế thì 2 năm nay thì đã từng mua bộ quần áo mới đó chưa? Chưa từng mua. Thế mà em đi làm, thì em để tiền đấy để làm gì mà không dám mua cho mình 1-2 bộ quần áo mới? Tiền đấy còn không đủ ăn. Không đủ ăn. Là gọi là chỉ mua gạo mà muối mì chính ở trong nhà là em với bố thôi đúng không? Hưng thì đi ra ngoài làm ấy có bác, tuổi thì còn nhỏ nữa, để mà người ta trả cho đồng lương cao thì chắc chắn là sẽ không có đâu. Được thì đổ được vài trăm ngàn đổ lại thôi. Đấy, và bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Đấy, bây giờ thì em gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các ông và bà nhé. Con xin chào tạm biệt các ông các bà. Xin chào tạm biệt các ông các bà. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.